Tôi là thiếu tá Đào Văn Quý, tiểu đoàn trưởng. Chị Vương Anh, tôi nhắc lần thứ ba nha. Khi đứng trong hàng, kỷ luật thép của trung đoàn bộ binh đã khiến ba chàng trai bối rối ngay khi vừa bước chân vào đơn vị. Tiếp tục làm lại. Rõ. To rõ hơn. Liên tiếp những tình huống bất ngờ xảy ra đã làm đảo lộn mọi suy nghĩ và gây áp lực lên tinh thần của họ. Người cho tập trung lại bây giờ. Cho giải tán tập trung lại. Tối hát ok. Khác biệt, người lớn tuổi nhất trong ba chiến sĩ mới đã bắt đầu có những phản ứng. Hãy xem điều gì đang chờ đón họ. Tôi luôn luôn coi tất cả những môi trường mới mới gặp với nhau. Tất cả chúng ta đều những người tỉnh xa quê hết và tập trung một nơi. Tôi chỉ muốn là đứng trước máy quay và có những điều gì đó. Nó có một cái điều kiện kỷ luật. Nhưng tôi muốn được sau tất cả mọi thứ đấy nó làm anh em phải. Không phải các đồng chí phải làm gì quá căng thẳng hoặc là cái gì cả. Về sự thân lời của chí Việt thì về hiện tại đồng chí đang là quân nhân. Rồi, chứ không phải chỉ là ca sĩ. Ta về đây, ta phải chấp hành đúng kỷ luật. Tôi nói đồng chí Việt nghe. Quan trọng tôi xin lỗi. Tôi nghe, những điều đồng chí nói đúng tôi sẵn sàng tôi tiếp thu và tôi nghe. Tất cả các bạn này luôn nghe. Lúc đấy khá là căng bởi vì là em không biết tại sao anh Khắc Việt liên tục ngắt lời của anh tiểu đội trưởng và tức là làm căng với cả anh ấy mà quên mất đi rằng mình là cấp dưới và mình phải nghe lệnh của chỉ huy. Chúng ta không thể ép buộc nhau được cả. Tôi nói đồng chí phải nghe. Mắc các thủ trưởng em có ý kiến. Đồng chí đọc lại người này đấy thì có nhân. Vâng, thì tôi cũng coi đấy đó. Tuyệt đối phục tùng mình lại cấp trên. Thưa các bạn chỉ nên là đồng điều số 2. Rồi lúc đấy thì mình cũng không biết trong quân đội lại có cái điều lệ như vậy. Bây giờ ở đây thì quân đội mệnh lệnh cấp trên phát ra thì phải thực hiện. Đây, chỉ mới vậy. Tôi phải quán triệt rõ ràng là quy ở cái nội quy cũng như là các quy định của đơn vị. Chỉ trong ngày tiếp theo thì chấp hành cho tốt. Tự nhiên là những cái điều đó gay gắt mình bất mãn thì cái tính của mình đã bình thường ngoài đời mình đã như vậy rồi. Khi đó mình cái là mình cũng sẵn sàng kiểu như là tỏ thái độ này luôn được như vậy. Cả ba anh em tôi cũng đều căng thẳng từ sáng đến giờ với những quy định. Chúng tôi đang là những nghệ sĩ phải quen đến một môi trường do trong nước 30 năm được một cái trong một ngày đẹp trời. Thì có những cái mỡ ngỡ đầu tiên, có những cái mà trong quân đội tôi chưa hình dung được ra như thế nào. Các đồng chí nói tôi rất thẳng, tôi rất tiếp thu. Sau một lúc nói chuyện với nhau mọi thứ thì cũng được tháo gỡ thắt nút ra rất nhiều và cảm thấy là cũng đã có sự thân thiết với nhau hơn những cái lúc đầu đấy. Cười đi em, đừng khóc nhé. Mình xa nhau có lẽ cũng do ông trời đã cho ta được gặp nhau nhưng không cho ta bên nhau. Rồi ngày mai ở bên em không phải anh nhưng sẽ có người thay thế anh yêu em. Dù bên nhau chỉ trong phút giây nhưng anh sẽ nhớ những nụ hôn đó ta trao, những lời nói ngọt ngào, vòng tay ôm siết đan chặt vào nhau. Anh chỉ muốn ôm em, ôm chặt mãi không buông. Anh chỉ ước em mãi là của anh. Nhưng sự thật không thể đổi, em giờ đã có người bên cạnh em, ngày mai không phải là anh. Em đã nói những lời anh cảm thấy xa rời. Có lẽ ta chỉ là bạn thôi. Như vậy nhé. Ngày đầu tiên ở quân ngũ tưởng chừng rất căng thẳng nhưng đã kết thúc trong tiếng cười. Rất khó để ba chàng trai hình dung được những gì diễn ra sắp tới. Thôi cứ đi ngủ đã. Đại đội 5 báo động kiểm tra con số. Tiểu 6 dỡ động dân số. Nào dậy dỡ động dân số. Trong lúc đấy em cũng khá là tức. Vừa mới đặt lưng xuống ngủ mấy ngày đầu thôi đã bị gọi dậy như vậy rồi. Nhưng mà thôi, vì là vào quân ngũ thì mình phải theo. Còn đồng đội mình nữa. Đại đội, các anh chuyên đội băng dọc. Đại đội 4,
lên, nhảy lên. Ai xong chạy xuống dưới. Không phải như vậy. Không, anh quên mất bây giờ. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Lên. Có. Nhanh lên, nhanh lên. Các trung đội báo chính xác về quân số rồi kiểm tra. Thì cứ chạy nhanh lên. Bắt đầu là chạy theo hớt ha hớt hải, chuẩn bị quần áo một cách vội vàng không chạy xuống. Em không cảm thấy tức bực gì cả. Em biết là trong môi trường quân đội chắc chắn sẽ xảy ra những điều như vậy rồi. Báo chí ra ngoài, ra phía sau chính tắc phong xong bắt đầu vào hàng. Hả Trương ơi? 4 phép. Báo cáo đại trưởng quân số tham gia báo động. Trung đoàn 1, 17 trên 28 báo 11. Trung đoàn 4 phép, 2 gác. Theo cấp trên cho biết, trên hướng cổng của tiểu đoàn, 2 đến 3 bóng đen đang cơ động về phía cổng của trung đoàn. Nghi hạ sĩ quan chiến sĩ của đơn vị ta cơ động ra ngoài doanh trại. Nên đại đội phát lệnh báo động kiểm tra quân số trong đêm. Qua kiểm tra quân số về thời gian, đại đội bảo đảm tương đối tốt là khoảng 4 phút. Thế vừa rồi yếu nhất là tiểu đội 6. Đặc biệt là 3 đồng chí mới về thì là xuống chậm nhất. Trước hết cũng biểu dương cái sự cố gắng của 3 đồng chí mới về đơn vị. Và các đồng chí cũng xác định là trong đêm, kể cả 2-3 giờ sáng, ở trong điều kiện thời tiết khó khăn, không riêng gì cơ động bằng tay không về kiểm tra số mà còn cơ động cả về phương tiện, vũ khí trang bị để chiến đấu và bảo vệ các mục tiêu mà ta đã được giao. Thường ở nhà thì bọn em, bọn tôi kiểu đùng đỉnh, kiểu như là không ai quản lý nên là đây là lần đầu tiên trong cuộc đời gặp tình huống như thế này. Xin rút kinh nghiệm và sau sẽ cố gắng theo các bạn, theo các đồng chí ạ. Mọi thứ thay đổi với tôi nhanh quá, tôi chưa thích nghi được. Tôi biết tôi chậm, thành ra là tôi sẽ phải sửa sai và sửa cái vấn đề này. Cảm thấy là mình đang đúng như là một người quân nhân thực sự. Quân đội vẫn là một cái gì đấy làm cho em sợ. Bởi vì đến các quân đội mà em còn không sợ thì cái tính bướng của em bất trị quá rồi. Nhưng mà em vẫn vui bởi vì là mọi người lừa mà em cái em đã phải im rồi. Đặc biệt đang nghĩ đến cảnh là ngày mai sẽ là một ngày rất là dài. Những áp lực căng thẳng của ngày đầu tiên cộng với việc phải thức dậy điểm danh quân số ngay trong đêm nhập ngũ liệu có khiến ba chiến sĩ mới mệt mỏi? Với các tân binh, để theo kịp 11 chế độ trong ngày không phải là điều đơn giản khi mới bước chân vào quân ngũ. Hãy chờ xem. Tiểu sáu. Một cách đột ngột, có nghĩa là mình vừa mở mắt, dậy. Mình dậy phát mặc quần áo, rồi chạy xuống một cái, chạy luôn. Em không có tinh thần tập thể nhiều như hôm nay các bạn mình nhận xét. Thành ra là em làm theo mọi người, ít nhất là bằng được mọi người. Và cũng không muốn bị khiển trách quá nhiều nữa. Và đã thế chưa kể còn ảnh hưởng những người xung quanh. Thành ra là dậy, làm theo. Lúc đấy là không chịu nổi nữa rồi, thân xác rã rời xong rồi rất là mệt và buông xuôi. Tiểu đội trưởng anh có chạy theo em và anh bảo là hít thở, đều đặn. Thế là em hít thở, em làm theo thì em chạy được thêm một vòng nữa. Em không biết là chạy đến bao giờ. Mục tiêu sáng nay của em chỉ là chạy đến khi nào đội trưởng bảo dừng lại thôi.
Mệt, đau tim là hai cái cảm giác mà em nhận được. Em thấy anh Việt là anh ấy chạy khí thế nhất. Anh chạy ở đầu hàng và mấy vòng liền anh thực hiện rất là tốt. Nhưng mà đến vòng gần cuối thì anh ấy... À, có người đi bộ cùng rồi. Chạy đến vòng thứ 9, bắt đầu thấm mệt. Bắt đầu em đi bộ. Nhưng mà quyết tâm là để cho đủ số vòng đúng với đồng đội. Ở nhà thì có tập gym, chạy cũng chỉ 100-200 mét. Đây chạy như kiểu cảm tưởng mình chạy đến chục cây số rồi ấy. Tấm lưng. Không có bỏ vai cả. Trái quay. Về vị trí. Đồng chí Việt lễ chạy bao nhiêu vòng? Dạ, báo cáo. Tôi chạy xuống vòng tôi vừa mới chạy lại để vòng vòng. Đồng chí đã bao giờ chạy cái cự ly dài như này nhỉ? Dạ, chưa. Chưa lần nào chạy dài nhỉ. Đồng chí cũng huy đâu nhỉ? Dạ có ạ. Đồng chí chạy mấy vòng? Thưa đồng chí, tôi không đếm được ạ. Vì tôi quá mệt ạ. Đồng chí chạy được 5 vòng. Bây giờ tiếp tục đồng chí chạy thêm 5 vòng nữa. Dạ thưa đồng chí, tôi nghĩ là tôi không thể ạ. Vì tôi rất là đau bụng rồi ạ. Đồng chí anh không? Có ạ. Đồng chí chạy được mấy vòng sân? Chắc là 7-8 vòng gì đấy. Đồng chí chạy xong đồng chí cảm thấy nào? Đau đầu, đau chân, đau bụng. Thở không ra hơi, tức ngực. Nếu mà tập thể dục sướng hơn chạy. Có đồng chí nào mệt đến mức không ăn nổi không? Cố ăn, không có sức, anh canh về đấy. Nó canh à? Có. Thân mặt thì cũng là chơi cho phơi nhé. Chính xác 17 năm, khi đó là cấp 3. Một cảm xúc rất là tự hào và cảm xúc rất là thiêng liêng, rất khó tả. Nó là như một cái cảm xúc đặc biệt vô hình mà còn sẵn trong tất cả chúng ta. Em cảm thấy tinh thần trong bài hát đó và thực sự là một cái thứ gì đó rất là thiêng liêng đang diễn ra đối với em xung quanh đấy. Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt, thực hiện toàn quân bố trí. Wow, bộ đội ta đúng là sinh ra bảo vệ Tổ quốc. Em thực sự cảm thấy rất là tôn trọng những người lính. Và em tự hào khi ngày hôm nay em được khoác lên vai bộ quần áo của người lính này. Ba đồng chí
hiện nay đã được biên chế vào đơn vị. Chính thức từ ngày hôm qua, các đồng chí đã là quân nhân của tiểu đoàn 105. Mọi nội quy, quy định, chế độ yêu cầu chấp hành nghiêm. Nếu các đồng chí thực hiện không tốt, yêu cầu chỉ huy đại 5, trung đội 2, các đồng chí tiến hành xử lý theo đúng quy định, theo đúng điều lệnh. Vòng chạy quanh sân, lúc thể dục sáng, có thể đã vắt kiệt sức của ba chàng trai khi mở đầu một ngày mới. Nhưng bù lại, giây phút đứng nghiêm trang dưới lá quốc kỳ, hát quốc ca và hô vang lời thề danh dự đã tiếp thêm niềm tin và ý chí cho họ. Giờ đây, họ đã sẵn sàng để bước vào những bài huấn luyện đầy thử thách. Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Ngoài cái trò đấy anh chẳng có thú vui. Bây giờ chúng đánh thẳng đấy, được một câu chịu quá. Đấy, qua 5 phút rồi. Anh có không có thời gian chuyện tử. Sao anh ấy? Bởi vì mỗi lần chơi em có đủ tim. Khó chịu lắm. Anh Việt đi đánh thẳng rồi mà nó. Có, đi chân thổ đi. Mọi người chơi. Ra đây, chơi xuống để chơi cho qua. Đánh thẳng cái nhá, không gì mà nó cứ tiếp cố kịp được. À đâu, tao còn muốn cái bi ấy. Đấy, tao còn một cố mà. Tiến chậm được. Mọi người có biết buổi chiều sẽ làm gì không hay là... Ờ. Chiều này mới một phần thế nào. Thấy đồ đạc mới làm sao mà... Được không? Nhìn bên phải, tăng! Hàng thứ ba cắt đều lên hai hàng. Duyến à? Ôi! Ba đồng chí bỏ hết, quay mũi xuống. Sau đây các đồng chí quan sát, tôi thực hiện bước 1, làm nhanh, động tác đi đều. Đứng lại. Đi đều! Bước! 1, 2, 1, 2, 1, 2! Đứng đây! Đứng! Đồng chí Nguyễn Khắc Việt. Có! Ra vị trí! Rõ, rõ, rõ. Đồng chí về vị trí là làm lại. Đồng chí Nguyễn Khắc Việt. Có! Ra vị trí! Rõ! Tôi Nguyễn Khắc Việt, tiểu đội 6. Dừng! Chào báo cáo là đưa tay chào. Tôi Nguyễn Khắc Việt, chiến sĩ tiểu đội 6, trung đội 2. Báo cáo đồng chí đại trưởng, tôi có mặt. Hết. Đồng chí rõ chưa? Báo cáo. Đồng chí dừng lại. Đầu ngón tay trỏ đặt vào vành ngũ, đồng chí quan sát. Tôi Nguyễn Khắc Việt, tiểu đội 6, trung đoàn 2. Tôi nhắc lại là trung đội 2, đội chứ không phải đoàn. Mình cứ càng cố gắng, mình nghĩ lần này phải đúng, lần này phải đúng thì là lại mình lại bị áp lực và mình lại nói sai. Tôi Nguyễn Khắc Việt, chiến sĩ tiểu đội 6, trung đoàn 2. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, tôi có mặt. Hết. Đồng chí Vương Huy ra vị trí. Chị Việt qua trái hai bước bước. Bên trái quay. Sau quay. Đồng chí Huy đang quá trình ông đồng chí Việt chào báo cáo sai ta. Cười đồng chí đồng đội là không được. Báo cáo. Tôi Cung Đức Huy, tiểu đội 6, trung đội 2 đã có mặt.
hết. Chỉ huy là một người mặt rất nghiêm túc, cái giọng nói ra rất là đanh thép và rất là có lửa ở trong đấy, làm khiến em thực sự là sợ. Chiến sĩ tiểu đội 6 trung đội 2 báo cáo chỉ đại trưởng, tôi có mặt. Rõ. Tôi, chiến sĩ Cung Đức Huy, tiểu đội 6 trung đội 2 báo cáo đồng chí đại đội trưởng, tôi có mặt. Hết. Đi đâu? Bước. Đội 1. Vai. Thân trên ngay thẳng mắt nhìn thẳng. Bước. Bước rồi đi luôn. Em nghĩ là không đẹp tí nào. Trời ơi, như vịt vậy. Chị Huy về vị trí. Rõ. Đi thực hiện lại. Thế nào là trái, thế nào là phải. Tôi muốn thể hiện sự trân trọng nhất nên tôi lùi lại một bước và tôi mới quay. Chị Huy về vị trí. Rõ. Làm lại. Sai một cái là lại. Đúng chứ, làm lại. Thực sự cái đấy em rất là run và hoảng loạn. Đồng chí Huy về vị trí. Rõ. Bên nào, đồng chí ở bên nào mà đồng chí bước sang đấy. Đồng chí Huy về vị trí. Rõ. Tôi, chiến sĩ Trần Vương Anh, trung đội 6. Chị dừng lại. Đồng chí đùa, tôi cho chạy 10 vòng sân bắt đầu ra hết. Không cười, không đùa, bắt đầu là đã chào lại đấy. Chị đứng đúng ở tư thế đương nghiệp. Tôi, chiến sĩ Trần Vương Anh, trung đoàn 5, trung đoàn 6, tiểu đội 2. Tiểu đội 6, trung đội 2. Em bị quên lia lịa, cảm giác chẳng khác gì cái hồi mà em học thuộc bài không kỹ và em bị bắt lên trả bài. Và ở dưới các bạn là đang nhìn mình và sẵn sàng cười bất cứ lúc nào. Thành ra lúc đấy rất là cuống. Tôi, chiến sĩ Trần Vương Anh, tiểu đội 6, trung đội 2, báo cáo đồng chí đội trưởng. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, chứ không phải đội trưởng. Tôi, Trần Vương Anh, chiến sĩ trung đoàn 6, tiểu đội 2. Xin phép tôi làm lại. Tôi, chiến sĩ Trần Vương Anh, tiểu đội 6, trung đội 2, báo cáo đồng chí đại đội trưởng, tôi có mặt. Hết. Đi đâu? Bước. Cử động 1. Ôi hồ, hết cử động 1, đồng chí thực hiện hết cử động 1. Đi 2 bước, đi 2 bước, đi nhanh, đồng chí đi nhanh. Rõ. Cử động 1. Hai chân cách nhau bao nhiêu? 7,15 phân ạ. 7,5 à? 7,15. Tay trái đánh về sau thẳng, tự nhiên, khép sát thân người. Tay nào? Tay trái đấy. Đánh thẳng về sau. Cứ một. Cứ bước dài chân ra. Tay sau quay vào trong thân người. Đánh căng về sau hết cỡ. Hợp thân người một góc 45 độ. Tiến 3 bước bước. Bước. Đứng lại. Bỏ mũ. Chị Anh ấy, mình một kiểu ấy. Cầm thế nào? Sao vàng. Sao vàng đấy. Đặt mũ. Bỏ mũ. Đặt mũ. Lấy mũ. Đồng chí về vị trí. Đồng chí Việt. Lấy mũ. Rõ. Đồng
chị làm lại lấy mũ như nào, người có như thế này, cúi như này là đúng hay sai? Lấy mũ. Rõ. Đồng chí ơi, lên vị trí. Bỏ mũ. Đấy là đặt mũ rồi. Bỏ mũ. Chị nắm tay cho đúng rồi. Về thành tư thế đứng nghiêm. Chưa bao giờ nghĩ rằng là chỉ có chuyện là đội mũ lên bỏ mũ xuống là nó lại khó khăn như vậy. Đội mũ. Không đưa tay, không chỉ một tay. Từ tác phong ăn mặc, ăn nói, tất cả mọi thứ trong đội nó khác xa. Mình biết được khó khăn rồi nhưng mà chưa bao giờ nghĩ rằng là nó lại nghiêm khắc và nó kỷ luật như vậy. Đặt mũ. Không trùng gói, không trùng gối, làm lại. Đặt mũ. Tốt. Đề nghị đại đội chúng ta nhiệt liệt biểu dương. Chị Vương Anh đang muốn thể hiện à? Không, tôi đau chân. Chị Vương Anh lấy mũ. Đang đứng nghiêm quạ quậy làm gì? Tôi đau chân ạ. Báo cáo. Đội mũ. Chị lên vị trí. Bỏ mũ. Đặt mũ. Đặt mũ. Chân trùng. Chân lúc này phải thẳng. Thực sự là kể cả em đau chân hay không thì em cũng không thể nào mà em đứng thẳng mà em cúi xuống được. Bởi vì cái độ dẻo dai của em không có. Lấy mũ. Vẫn trùng. Chân đồng chí không gập được xuống à? Báo cáo đồng chí, đau quá. Đau mà vẫn cười, đau cái gì? Tập lại. Đặt mũ. Chị đang, đấy là vứt mũ chứ không phải đặt mũ. Đặt mũ. Lấy mũ. Đội mũ. Đề nghị đại đội ta nhiệt liệt biểu dương. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, tôi đã hoàn thành xong nội dung. Hết. Chị về với chị. Chị quay lại. Về chi hồ rõ nhỉ? Rõ. Nắm lại. Chết đột nhiên quên. Viết xong quên là chuyện bình thường. Nhiên rằng kéo hết cỡ. Khóa an toàn. Đấy, có. Quả đấy có giống quả kia không? Không giống lắm ạ. Nhưng mà nó trơn. Chú nào về chú ba. Thôi tập, thôi tập. Em nhìn xuống làm cái gì? Em nhìn lên như gì? Chỗ! Ở chỗ! Đứng im! Thế bây giờ nó chạy thẳng lên chị kia, nó ăn trộm mất cả một cái cây máy tính rồi.